nãy là cái gặp cái ông bảo vệ là ông không cho hai xe của mình vô, tại vì ông nói là đi theo đoàn ông mới cho vô. Có chung có cái xin ở đây. Mình đang trên đường đi tới Hồ Dầu Tiếng. Nhưng mà cái đường bây giờ tối quá. Bây giờ chỉ có mình với bạn của mình là hai người, có hai xe đi thôi. Rồi có mới có hai bạn nữa cũng đang trên đường đi chung như tụi mình. Thì tổng cộng là có 4 xe. Hai bạn kia đang phía sau, còn mình với bạn mình đang phía trước đây. Nãy là đi xong cái đường nhựa thì tới viên cái đường đất này thì nó khá là trong gập ghềnh. Mình đang vừa một tay quay một tay mình đang một tay quay và một tay lái xe. Hai bên thì đang là cây này thì nó hơi tối. Ô, hình như là mình tới rồi. Mình vừa qua một cái bây giờ đi tiếp, có vẻ như là mình cũng gần tới rồi. Cái chỗ đó người ta bán tạp hóa rồi bánh kẹo rồi à, có một cái cục chỗ nữa, chỗ này thì chắc là quá ngang. Cái này thì ban ngày mình nghĩ chắc là người ta bán đông vui lắm, tại mình thấy có nhiều cửa hàng người ta đóng cửa, nhưng mà ban ngày thì nó lại bán. Mình thấy còn cái bàn ghế như là có thêm mấy bạn nữa cũng đang đi ban đêm giống mình, nghĩa là đi đêm như này thì ít người mới đi ban đêm thôi, phải hơi nguy hiểm. Mình bây giờ cũng đi nhiều lần rồi, thấy cái những chiếc đi như này của mình cũng giờ đúng rồi, mình trời đang mưa lất phất nữa, khá là lạnh. Qua một cái nhà, đi qua một nhà dân, còn không thấy bạn mình đâu. Giờ chỉ mình đi theo cái đèn sau đó, chứ mình chẳng thấy được chiếc xe, chỉ thấy được một cái đèn. Mưa đang nặng lên, giờ mong tới nhanh chứ để mưa lớn thì cũng không quay được. Đây một nhà dân ở đây. Như mình đi vào rừng này, hình như bên tay trái mình là cái hồ thì phải, cái hồ mà bên đen tối mình không thấy, nhưng mình thấy giống như cái hồ. Còn bên đây phải là nhà dân với rừng rậm, rồi mới đi qua cái hồ xem té. Hình như mưa ngày càng nặng lên, bởi vì mình tới rồi thì nó rất là đông rồi. Hình như tới rồi đúng không? Tới rồi, bắt đầu rồi tới. Cái nó đông nao cũng mưa. Có vẻ nhiều người cũng đi giống mình. Đúng rồi, giờ đang đăng ký. Phải vô đăng ký rồi. A few moments later. Mình đang trên đường đi vô ở đá trứng. Cái đường bây giờ như thế nó như cái đường hai bên. Hai bên toàn là trồng chuối. Bên kia bên đây thì là bên trái mình là cái hồ. Bên phải thì người ta trồng chuối mà. Mà cái đường vô thì bình thường là có đi, hôm nay nó còn mưa ngập nữa chứ. Xin không. Cái này bạn là trượt chân cái là ăn hết thịt. Như cây xịt. Hồi nãy là cái gặp cái ông bảo vệ là ông không cho hai xe của mình vô, tại vì ông nói là đi theo đoàn ông mới cho vô. Có chung có cây xịt ở đây, mình mới dừng ở đây chứ.
A few moments later. Cái này lát mình chạy qua chỗ anh Vũ với bạn nữ bên kia đi đấy. Em tính qua đây luôn à. Ở bên kia núi Bà Đen kìa. Thấy cái ánh sáng đỏ đỏ bên kia không, là núi Bà Đen á, bên tay trái. Có máy rồi, tối nay là nên là nằm mưa luôn á. Mát mát vui. Rồi xong, thế là xong. Rất là đơn giản cho mấy bạn. Giờ cái trại biết cái trời rất là đơn giản. Còn biết ngủ được không thôi. Còn biết cái quan trọng là trong là mưa đừng có to quá. Vô là cũng vậy nữa. Rửa lại. Anh không có cái bịch ni lông gì không? Anh có bịch nhưng mà nó không có bự như vậy. Thôi bây giờ cứ rửa ở ngoài chứ đi Cường, còn bên trong thì lát nữa mình ăn mình rửa cái nào mình rửa cái đó. Nãy bị bạn này bị dính sình. Nên bây giờ phải rửa lại. Đó là lữ trại của mấy của người ta. Của lữ trại của người ta. Hàng bự quá. Lát nữa nó cháy nó cũng đỏ mà. Có bộ cái hồ này, cái hồ Trị An không? MC mà bây giờ nó mới đông lắm. Hồ Trị An cạn nước quá. Có mùa kia nước nhiều lắm á chứ. Không, nó tùy theo mùa chứ có mùa nước cũng dữ lắm. Tại bữa em với Phong đi mùa có mùa nước lên lúc luôn á. Em với Phong đi tới cái mùa thiệt chứ. Một cái gấp đồ ăn, một cái gấp cái này là cái gấp gì đây? Gấp gì? Nó có hai cái thì mình chọn lại. Nói chung là Phong sau khi về dùng về là rửa cho hai cái như nhau. Nên khi mà sử dụng anh chỉ cần nhớ là lần đầu tiên sử dụng cái gì sử dụng luôn là được. Cách này công nghiệp hơn. Qua đây rồi. Phải không? Hướng rồi Phong. Cuộc chơi đi hơi xa, cả mà không nên để dưới. À, chuẩn bị chương trình mà có một cái hũ ổi chuẩn bị lắc muối nè nha mấy bạn. Cái này là ăn xong là bả lắc nữa là uống nước no luôn rồi. Đây là món ổi lắc nha. Rồi đi lái khỏi cần đi đâu xa hết đấy, cái sỉ ra cái nằm ở cái sỉ ra đó. Ơi. Ấy tao biết hết mà chứ. Cái này nó không có dặn vô được. Thì đừng có ấy quá, lắc từ từ. Ok. Ổi lắc mà nó không lắc mình lắc nha mấy bạn. Cái này lần sau đi mình đem cái máy chạy trombo là hết bài. Trombo phải có tiền, hồi chiều cái gà không có tiền mua. Bên đây thì rất là lặng lẽ, có những hội người già neo đơn. Nóng mì ăn. Nó quay thấy cảnh máu tăng. Lấy cái màu đỏ đỏ là biết nha. Hai cây ha. Hai cây đi. Sao bốn đứa này có một cây à... còn trứng nữa mà. Trứng nữa hả? Không, bây giờ cái nào mà còn thì mình để lại. Để lại. Nào mà chưa thì vậy tiếng bỏ luôn, mình bỏ vô luôn đi. Bỏ vô luôn mấy bể, bỏ vô luôn. Cái này là chưa. Đang quay. Bao nhục. Đây là hậu quả của việc. Anh không mai chiên mà mua ra chuẩn là luộc trước ở nhà đi. Chứ không mà nó bể đó. Anh tính mai chiên ăn cho bánh mì. Ý là em không biết là anh không có chuẩn cho em, không biết là em nói rồi. Đây, ba coi cái đậu lầy. Hell no. Như vậy không? Không có em, đồ đấm. Ý là cái này sẽ sạch. Cái nhường là nó sạch. Có nghĩa là theo lời của Phong là sạch nha, còn thực tế thì chưa kiểm nghiệm với diện Baxter nha. Được rồi Phong, được rồi, đừng có vũ. Thôi. Chị này thấy ông Quýnh quán. Ờ. Tại vì đi khuất đèn hết ráo rồi, lát nó thui à, không thấy đường. Tôi tính rồi, nếu như trường hợp nó không vô được thì mình cắm chạy ra đó luôn. Hả? Chạy đó luôn có gì đâu. Tại mình có chạy, có lều, có đuếp thì cắm ở đâu vẫn được. Ngay chỗ mấy buồng chuối cắm được mà. Mình bên nổ đèn, nổ lửa lên là được rồi. Nhiều khi mấy đứa kia đi ra thấy ủa chỗ này cắm chạy được hả, nó cũng cắm chạy như mình. Giờ đó đâu ai đang nãy đâu. Đường đi cái đường nó ớn nó trợn. Thiệt đường ấy ớn mà. Ờ, ba gói rồi. Đường nó trợn đâu còn lấy. Ba gói sợ nhiều nữa. Chạy xe là hai tay còn chưa dẫn nữa mà đàn tay. Rồi xong. Rồi bỏ. Quấy cho đều đi, quấy cho đều đi. Rồi, ok rồi, xong rồi, xong rồi. Đây là món chính có chút. Để ra đi. Để ngon tí. Để cho nó cái trọng nó dài á. Mẹ ra nó nhỏ lắm.
bỏ vô hết đi là bắt đầu nướng, cái nước sẽ ngấm vô nó cạn lại đó. Thơm thơm thơm. Đây là tôm nha mấy bạn, tôm màu đỏ nha. Tiếng của chị đu đu á mấy bạn đồ. Lâu ngày nó đi ra ngoài rồi nó trẻ trẻ chút kia, nó bị biểu già hoài vậy. Nó vui cái này, cái này nhóm mình mà chơi đông vui đó. Không không cần đông, chất lượng rồi được. Ờ đông là thằng nhóm 7-8 người á, bốn năm lều gì đó đó. Là lúc đó là thuê được cái căn bộ á, nó có cái bàn, có cái bếp nướng luôn, nó có bàn nướng á, có bàn nướng rồi có cái ghế ngồi nọ. Căn bộ hơn bốn lều là vừa phải không? Nó mời quay quần lại cái để cái bếp dính giữa. Bốn lều cũng cầm. Bây giờ một gia đình, hai gia đình, ba gia đình là đủ rồi đó. Là sao? Đủ rồi. Thì đó ông kiếm bồ, ông này kiếm bồ nó đủ rồi. Bốn gia đình. A few moments later. Thêm lửa anh Tiến.